Lý Nhã Kỳ công khai hình ảnh những người quấy rối. Diễn viên Lý Nhã Kỳ công khai hình ảnh một số nhân vật có hành vi quấy rối làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. Mới đây, diễn viên Lý Nhã Kỳ công khai hình ảnh một số nhân vật được cho là có hành vi quấy rối cuộc sống cá nhân của chị gây chú ý. Cụ thể, Lý Nhã Kỳ chia sẻ trên trang cá nhân, một lần nữa ép tôi công khai những gương mặt quấy rối cuộc sống sự riêng tư của tôi theo cách họ làm, đứng trước nhà, lén và xâm nhập vào nhà riêng đi theo xe, giả khách thuê và đến những nơi công cộng, quán ăn, cà phê mà tôi hay lui tới. Phía Lý Nhã Kỳ xác nhận, chuyện này chị đã từng đề cập đến trước đây và tình trạng này ngày càng nghiêm trọng hơn. Phía Lý Nhã Kỳ cho biết, chị Kỳ từng nói về vụ này, những hành động quấy rối này khiến cho cuộc sống của chị rất phiền phức, cuộc sống cá nhân bị ảnh hưởng rất nhiều. Phía dưới bài chia sẻ của diễn viên Lý Nhã Kỳ, bạn bè đồng nghiệp cũng như người hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm cũng như mong chị cẩn thận hơn. Nhiều người cũng góp ý Lý Nhã Kỳ nên tìm vệ sĩ cho mình để đảm bảo cuộc sống được yên ổn. Nói về việc có báo công an hay không, diễn viên Lý Nhã Kỳ cho biết, có báo công an nhưng những người này không quậy phá gì và chưa có dấu hiệu tấn công nên không làm gì được. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh tin nắm mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.